dự án điện thoại mặt của Vingroup đã bắt đầu được vài tháng. Hiện họ đang làm việc với các đơn vị tư vấn để lựa chọn thiết kế, chọn mẫu và dự kiến sẽ bắt đầu bán trong năm 2019. Vingroup, công ty còn chịu trách nhiệm cho dòng điện thoại này, đang tiếp tục tuyển dụng một kỹ sư, nhà thiết kế và chuyên gia cho dự án, đồng thời mua các bản quyền cũng như linh kiện cần thiết cho một cái sở mắt thôi, chip, đồ thu phát sóng, máy bộ, Vingroup cho hay cũng như xe Vingroup, họ sẽ tự làm một số bộ phận, một số khác thì phải mua vì các hãng hàng đầu thế giới đã làm rồi, không cần tự sản xuất nữa. Dần dần tăng tỷ lệ nội địa hóa của thiết bị Vingroup lên cao hơn.